Không, à mẹ nhỏ hơn mẹ có thể chạy cái đó hả con? Trời ơi, you are little bit little like me. Trời ơi, nó ngọc nhỏ giống nó. Sao con? À, con không có nhỏ nữa, con giờ con lớn rồi. Con chạy, con đừng có chạy hít vô xe của ngoại nghe. À, hả? Hít trội, hít vô cái xe là bị trầy xe, là xe không có đẹp nữa. Đó, cô chú mua cho nó cái phát bạc á. Cái phát bạc, cái gì đó, cái luggage, mà cái dạng mà scooter lái xe đó, giỡn ham. Su chứ không phải bao là, su. That's Sue. No, mommy, I call him Bella because he. She. No. You get them, let them know. They're girls. JD, khi mà girls là con phải kêu là she, mà còn á boy á là con mới kêu là he, hiểu không? Oh yeah. Đúng rồi. Here, her, she. Nó ghê chưa? Ồ, chầm một là nó đi, ai đi trở lại nữa. Now, G, if you turn left, if you want to turn left and right, you got to lean left. Baby, should we buy her the regular one? Oh, we have it at home. The pink one. Ở nhà có cái mà. But it's not like this one. This one has the wide, two wide wheels in the front. Đó, thấy chưa? Mẹ nói đừng có đụng xuống xe không mày. À, đụng vô bánh xe đâu phải không? Trời ơi, đụng vô xe trầy xe ổng đó. Cái này có cái dán chưa không biết. Hình như dán rồi, hình như dán ở dưới á. Hả? À, cô chú coi nè, anh chay hả, nó đắp mền cho ông Bao Su nè. Nó nói hả, mẹ coi nè, con đắp mền cho Su nè, tại vì con sợ Su lạnh. Trời ơi, con, ai? Nên mày coi coi. À, không. I don't know why I can't search that address on the. Trời ơi, con chùm Su lại. Rồi, bây giờ mẹ lạnh quá, con đắp mền cho mẹ đi. Con đắp mền cho mẹ đi, mẹ lạnh quá à. À, nằm xuống. Ok, giờ mẹ nằm xuống nè. Ok, phó cho mẹ. Oh, put your phone down. Không, mẹ đang quay coi cho cô chú coi. Chay put your phone down. Trời ơi, cái gì đắp rối cho mẹ hả? That's how you do it. À, trời đất ơi, có được đời không? Con Su thì nó lấy hết bệnh đắp cho con Su, còn tôi nó no, đẩy. That's no blanket. No, cái này là gối chứ đâu phải mền đâu. No, mẹ muốn cái mền của con Su á, còn lại con giật hết no, mền của con Su. No, you trời ơi, you can sue y lạnh trời. Sao yeah. Con biết? Nó có nói với con là nó lạnh không? Yeah. Nó có nói là chay mình lạnh quá không? Mm-hmm. Nói nào? À, nói giúp lúc mà mẹ không có nhìn thấy hả? Chơi không? Yeah. I don't know, it doesn't do it for me. So we'll make sure it's right before. Ê, cô chú ơi, gần nhà ông ngoại, bà ngoại bây giờ mới phát hiện ra có cái chỗ này. Mà bữa giờ mình đâu có chay còn nhỏ, đâu có cho đi chơi nên là không có biết á. Trời, cách nhà ông ngoại, bà ngoại chay có hả 2 phút lái xe. Nguyên một cái khu trung tâm chơi trampoline. Ồ, trời, cô bả kìa, cô bả kìa. Ôi trời, trời con nó chạy kìa cô chú. Vui quá trời vui luôn. Kêu ba nó chở nó ra đây chơi hoài cho nó vui, sát bên không à. À, quá trời bự luôn nha cô chú. Chơi trên kia nữa. Đó. À. Wow. Where's Shady? Where's Shady? Are you there? Rồi nó lên không, nó xin thử nó lên không được, nó nói có ai giúp cô trai giúp con không. Rồi chay này, nhảy xuống đây này chay. Chay đi. Quá xa đã rồi cô chú ơi. Giờ cuộc đời nó là quá xa đã rồi đó. Giờ nó chỉ cần kiếm bạn cùng tuổi thôi chứ nó lại nó mòn men nó chơi chung với người ta thôi. Hay dữ rồi ta. Đó. Nhỏ nhảy. Cưng không, cưng không? Ơ trời trời trời.
Giỏi. Ôi trời. Coi chừng nha. Trời, chỗ này là ba chay cũng thích đó nè. Mà ba chay mất đi đi chỗ khác chơi rồi. Chút nữa chiều nay tối nay thế nào ba chay cũng chở chay lại đây chơi thêm lần nữa. Hai cha con chơi với nhau. Nhảy xuống. Wow, giỏi. Hay ghê. Chỗ này rộng thiệt cái chứ. Là chỉ để cho nó vô nó nhúng nó nhảy thôi. Nó bên hết cái năng lượng của nó. Wow, chỗ kia có chỗ leo núi nữa kìa. Ủa nó đâu rồi? Đâu á? Kìa, chỗ đó không có vô được con, cái chỗ đó không có vô được. Vô chỗ bên kia kìa. Chỗ bên đây đó. Đó, vô chỗ bên đó đó. Chỗ đó người ta vẫn không có vô được. No, no. They say you can go in there, see? Wow. Leo lên núi. Ừ. Rồi, đây nè, mày cho con nè. Rồi, hồi nãy nó mới vừa gấp được một con này, cô chú tưởng nó gấp không được. Trời, bây giờ tao bỏ tiền vô coi. Cái tướng đứng bỏ tiền nè. À không, được cái đầu đó rồi đó, đầu đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Hay. Đúng rồi, rồi bắt đầu gấp nha. Chờ nha. Chờ nha. Rồi, vô. Quất. Quất luôn, quất. Chết rồi, xong rồi, không gấp được con nào rồi. Tốn hết đồng bạc của tôi rồi. Nói, last one, ok. Rồi, đưa cho nó làm được vậy. Trời ơi. Nhìn cái đồng dữ mà cái. Cái đồng nhiều dữ trời, hình ta 25 cent, 50 cent được rồi. Mắc kìa. Rồi, giỡn nha, cố lên chay. Cố lên. Rồi, thua luôn nữa rồi. Xém luôn rồi, thua nghỉ chơi. Hết tiền. Nghỉ đi. Nghỉ. Last time. Đi làm ngoài cho kìa. Con này. Nè con đừng có đi vô cái hố này nữa. Cái hố này nó sâu quá. Đi ra bên đây nè. Đi ra bên đây nè. Cái hố kia sâu quá. Ok. Rồi. Rồi. Rồi đây mày giúp cho. Ok. Mom, can you do it for me? Rồi ok. Đứng đây. Rồi vô. Vô đây. Vô. Có được đòi không? Trời ơi nó chờ. Coi giờ nó ngồi đó nó chờ tôi làm. Tôi gấp cho nó coi được không? Được đời không ai chơi kiểu kỳ vậy? Thôi vậy thì không gấp đâu. Con gấp chứ. Con gấp đi chứ không mẹ không gấp đâu. Đi lại mày chỉ. Để đây. Sách. Đầu tiên là phải lắc. Rồi nha, vô nha. Rồi, vô nha. Gấp rồi con. Dứt nha. Chết rồi, cái này hố sâu quá. Chết rồi chay ơi, chết rồi. Hết con rồi hả? Con nghỉ. Nè, con phục đồng trước nè. Gì, có gái gì chơi luôn hả? Chờ bắt gái gì bữa nay gì kìa. Nay giờ kia buồn vậy. Ok, để chờ máy gấp. Tức quá. Trời, cái máy này nuốt cái 6 đồng rồi đó. Ghê làm lẹ ghê, con có 6 đồng hả? Ừ, 6 đồng luôn á. Mày khó rồi nha. Mãi sao? Khó quá. Mới ngủ dậy với cô chú. Ôi cha ơi, ngon ghê không không con? À, đầu tóc bù xù. Ôi cha, ngon con. Giống cereal Michigan không? Giống ha. Cùng hiệu mà con nói khác cái thôi mẹ là mẹ thôi luôn á. Thương lắm á, trục đàn á cô chú. Ngon quá sức bố bố ạ. Cái gì ạ? Mà bây giờ con nói cho cô chú nghe coi mẹ là gì của con, là gì của mẹ. Ôi trời ơi, con là gì của mẹ? Cười. Con là gì của mẹ? Ngon bụt. Làm sao? Phải tráng con sao? Tráng nhìn bất cười ha. Tráng nhìn giống như hả hối sội vậy. Tóc bị bới lên nè. Trời ơi, con chạy sống dữ vậy.
Mình nhìn đầu tóc là mất cười. Cứ đầu tóc xuống nhìn coi, Nó tự biết nó mắc cười luôn mà, là tại vì hồi nãy mẹ bới tóc con lên á. Nhìn giống như là bị hói, con này đây, chay bị hói. Chay tráng cao. Đúng rồi, chay là cái gì của mẹ? Chay là cái gì của mẹ? Chay là cái gì của mẹ? Cục gì? Cục... Không nói, cục gì? Cục cereal của mẹ. À không phải hả? Chứ cục... Don't say that. Sao vậy? I'm going to eat it. Rồi thôi ăn đi nha. Thôi con ngồi đó, con muốn ngồi chơi với Jesus quá hả? Thôi ăn xong đi rồi chơi. No, I want to. You want to sao? Muốn ngồi kế bên Jesus hả? Yeah. Muốn nắm tay nhau trên đường tung tăng vui ca ngày tháng hả? Rồi, ok, ngồi ăn với Jesus đi. Rồi Jesus ngồi xuống, sit down, Jesus, sit down. Ngồi xuống. Nghe lời không? Nghe lời chị ba không? Lại ngồi xuống. Đúng rồi. She. No, I said daddy. Con nói Ủa sao con nói sai mà mẹ sửa sai con không chịu? Hả? She. Khi mà con gái là mình phải dùng từ she. Mà khi con trai á mình mới dùng từ he. Ok? Mom, remember daddy buying Remember daddy buy me boy shirt. Mẹ có nhớ là ba mua cho con cái áo giống con trai không á, phải không? Con trai là cái gì? Là he. Con gái là cái gì? She. Where you go? Con chay là cái gì? Mom, can I follow him? Rồi nữa, đi theo nó làm chi? Cái xuống như nó ngủ rồi. Su không có muốn làm phiền Su. Please, can I go? Can I go, please? Ok. Giờ con cầm hay mẹ cầm? Mẹ cầm. Remember, I dropped the boy. Hả? Hả? I dropped the boy. Đúng rồi. Đúng rồi, hôm qua con làm bể. He's walking crazy. Đó, cái con đây nó đâu có đứng ngồi một chỗ đâu, đâu còn con ngồi im đi. Ngồi đây ăn nè. Này cái mẹ, lại lên. I think she's sad, mommy. À, Su buồn hả? Uh-huh. Nó buồn vào hùng không tên hả? He's climbing up. Đấy chưa? Giờ con đi xuống, nó đi lên, con đi lên, đi xuống, thấy không? Sáng nay mày dẫn đi chơi vui không? Mai mày dẫn đi nữa nha. Mẹ hứa là mẹ sẽ dẫn con đi mỗi ngày nha. Mẹ dẫn... Nên dẫn mình to the zoo. Ngày mai mày dẫn đi zoo, ok. Ngày mai mày dẫn đi sở thú, ok. Rồi có đầu tóc kìa. Tóc nhìn giống quả. Nhìn tóc giống quả quá trời ơi. Ôi trời, vuốt tóc nữa, ghê chưa. Ôi trời ơi, vuốt nữa. Ôi trời ơi, đập dựng đứng lên vậy hả? Thôi ghê quá trời. Ôi trời. Vậy mà được á, Thôi, ăn uống nào mà không ăn đàng hoàng chơi vậy là bậy vậy. Trời ơi, thôi rồi mày cột đầu tóc rồi mày nhìn thấy ghê quá. Mà where's Juno? Nói tiếng Việt coi. Mẹ, no, I don't like to. Không, nói đi. I don't like to. Nếu mà con không nói mẹ không trả lời. Mẹ. Mom, where's Juna, mẹ? Where is chú Năm tiếng Việt là gì? Mẹ chú Năm đâu? Chú Năm đâu? Đúng rồi. Năm còn ngủ. Ngủ trở nên lên kêu chú Năm dậy đi. Mom, I thought he's living here. Hả? Con nói với cô chú với ông bà là con đang ăn cái gì? Chú Năm. Hồi sáng nay con chơi trampoline sao? Mom, I hurt my knee in the X. Ồ vậy hả? Con đau. I climbed up and the people helped me and the other people helped me.
Đúng rồi, mãi em nãy mày thấy mấy anh chơi với con. Đúng rồi, mày thấy hai anh đó giúp con, hai anh đó dễ thương ghê. Rồi ra đây vậy. Rồi lại ăn. Lại ăn. Ăn xong mày tối nay cái mày cho ăn cháo. Nó chậm. Hả? No chow, mommy. Chow là gì? I want chow means it's the eating flavor. Không. Daddy. Con này chắc đặt lâu quá. No chow có nghĩa là gì? Mày đang nói chữ cháo mà mày đang nói tôi nói chữ chow đâu. Chow là gì? Chow là cái hũ chow à. I want that. Đạt là gì? The one you say. Nó cái này cái mà mẹ nói là cái gì? Tên là gì? Cháu. Con nói đi, nói nó có dấu đàng hoàng. Cháu. I want chow. You want chow. Nó nói I don't want chow. Ở ngang nào. Du không ăn chào, du cũng phải ăn chào. I'll bring it up here. Hái sữa, Su này nè. Không bao giờ ngồi im đến đó đâu. Su con không, con thấy không? Su thích mẹ hơn, thích chay. Đúng không? I don't sit like him. À, con không có ngồi với Su được, đúng rồi. Sao ngồi được? Tại vì con có hai chân à, tới Su có bốn chân lận. Đúng không? Em Su sao? Ôi Su lại ngồi kế mặt chị ba luôn rồi, được đời không? Trời ơi, thương ghê không? Quá thương không? Con hỏi Su có biết Audrey không? I think he say Audrey. Hả? Mom, I think he don't just push him to hurt him. He's looking at you. Hả? Mẹ không có muốn Su hung mẹ đâu. Đó, Su lại Su hung má mì của Su kìa. Dad, you shouldn't do that. Sao vậy? Ủa mẹ nên để Su hung mẹ hả? Con Su nó lại liếm con cái con quay chỗ khác, nó nói là con không nên làm như vậy, con phải để Su hôn con. Ồ, không đi với con hả? Con đi đâu ạ? Trời đất, trời có được đời không? No. Rồi vậy mẹ đi, vậy mẹ ở đây với Su, hết Su ha. Ở Su nha. Hold him up for me. Cái gì? Pull him up for me. Con muốn Su đứng dậy hả? Con nói Su đứng dậy. No, he don't understand. Được, hiểu, con nói là nó hiểu hết á. Nói Su đứng dậy. Su đứng dậy. Mom, boy, he's not working. Một lần nữa. She. Su đứng dậy. Su đứng dậy. Nói lớn lên. Su. Su đứng dậy. Su ơi, đứng dậy. Su ơi, đứng dậy. Đứng dậy chơi với chay. Đứng dậy chơi với chay. Con phải nói tiếng Việt, Su nó mới hiểu. Con nói tiếng Anh nó mới hiểu vậy đó. Đứng dậy chơi với chay. Can you say it for me? Không có nói giùm. Cái người đó phải tự nói, không có nói giùm. No. Vậy thôi, Su nghỉ chơi nó đi Su. Su đừng có nghe lời anh chay nha Su nha. Nó không biết nói tiếng Việt thôi, đừng nghe lời. Mom put kissing round his back. Trời ơi, Su nằm kìa. Con rớt cái bụng nó đi, con rớt cái bụng nó đi. Cái bụng Su bự giống bụng ai? Chay, bụng Su bự giống bụng ai? Yeah. Nhưng mà bụng Mom, Su look. Hồi nãy con nói bụng Su bự giống bụng Mom, ai? Look. Làm vậy hả? Bụng Su bự giống bụng ai? Mom, look at him. Thấy rồi. Yeah. Look at his eyes. Her eyes. Look at our boat. Hát cho Su nghe bản đi. À, bây giờ múa cho Su coi đi. Su nào giờ chưa thấy chay múa. Sao? Under here. Múa ai? Múa dưới bàn. Múa phải đứng lên múa được công khai đường đường chính chính chứ ai mà chui xuống bàn múa. Ủa đẩy xuống.
Hans was chasing him over. Look at his body. Vô duyên cái rồi, vô duyên ai nhìn xuống dưới của người ta. Ôm sao? Mommy, he pushed his hand out of my hand. That was, he know how to try. No. Sao vậy? Thì sao hả? Nice. Trời chứ mẹ đi làm mẹ đụng mẹ nựng nó mà chứ mẹ làm gì đâu. No, not like that. Chứ nựng sao? Nựng sao? Just pet him. À nựng vậy hả? Chứ không có được vậy hả? Trời ơi tôi nựng vậy nó không chịu không cho. No, don't need to nay. Không được, không nựng như vậy hả? Nựng như vậy là bị gì? Bị. Bị gì? Bị hit. Right. Bị hit. Right. Đâu có đâu nè, con coi mẹ nựng su rồi, nó nằm im rồi, thấy không? Có nghĩa là nó thích mà. No. Cái này là cái da dư của con su. Nó su he. Ý là nó kêu phải nhẹ nhàng với su đó. Su, su, su ơi. Được vậy ha. I want him. Don't touch it. Không ngon kìa. Không cái nữa, không cái nữa. Trời ơi. That's licking. Ừ, hung đó, lick là hung đó. Gobble 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 bears, while I boo.